đó. Vậy chứ cậu định làm sao? Chưa nghĩ ra đúng không? Đã tuyệt vọng rồi, cậu làm gì được nữa? Tôi hả? Chắc tôi sẽ không làm gì hết, rồi cứ nằm yên tại đây thôi. Nằm coi. Rồi một rửa như mọi người luôn. Yeah, như cái bàn chân. Như cái bàn chân. Như cái bàn chân. Nếu đây thật sự là đời tôi, và đây là kết cục cuối cùng, bị kẹt lại cơ thể này, dường như có làm gì thì cũng không thể thoát. Có lẽ giờ mình nên buông tay chấp nhận, ngủ thật dài một giấc mơ xa. Và đây là kết cuộc của người hùng tên là Phiền. Còn lâu hay thức dậy, mình không chấp nhận như vậy. Tôi sẽ lại đứng dậy, đương đầu với khó khăn và nghịch cảnh. Đi đến cùng, tôi sẽ thay đổi chính mình. Mạnh mẽ lên coi, đến lúc rồi. Hãy xem tôi là chính mình, và xem đây như trò chơi. Dậy đi có. Sao vậy? Ông không nên nằm ở chỗ này, lãng phí cuộc đời. Ngồi dậy đi, không thôi là tôi đá ông liền. Cùng nhau ta đi nào. Wow, cũng được thôi, bình tĩnh đi. Tôi đây sẽ không bình tĩnh nữa. Giờ tôi đã nông dần lâm đầy. Dậy đi Judy, dậy đi Kim. Không cho hai người đầu hàng. Sao Vin? Jack, hey. Đừng nên bắt tôi biến thành một bàn chân. Mình ra khỏi đống rác đó đi. Sao tôi nghiêm túc nổi khi cậu cứ hát kiểu đó chứ? Đừng lên. Cớ sao lại nằm ra đó? Tôi đã cho các người tỉnh ngộ để tìm lại giá trị cho chính mình. Còn ly là âm đạp nè. Ê, bình tĩnh. Gì vậy? Đừng manh động mà. Đừng phiền, làm ơn ngừng lại đi. Tụi tôi không thích đụng chạm vậy đâu.